chào các bạn. Các bạn thân mến, việc sử dụng điện thoại không đúng cách có thể làm hại đến chiếc điện thoại thân yêu của chúng ta, mà thậm chí nặng nề hơn là có thể khiến chúng phát nổ. Đã có rất nhiều vụ smartphone phát nổ khi đang sạc, gây thương tật và gây thậm chí là tử vong cho người sử dụng ở cả Việt Nam và trên thế giới, khiến cho rất nhiều người lo lắng và hoang mang. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem những nguyên nhân nào sẽ dẫn đến việc một chiếc smartphone có nguy cơ phát nổ, để cùng biết cách phòng tránh hữu hiệu nhất nhé. Chuyên gia thì việc điện thoại nổ khi sạc có thể xuất phát từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên nhìn chung lại thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ trên điện thoại, đó chính là do pin hoặc do sạc. Về pin thì viên pin lithium được các nhà sản xuất smartphone đặc biệt ưa thích. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu vẫn cho biết rằng có những rủi ro, trên lý thuyết thì viên pin này vẫn có nguy cơ phát nổ. Phản ứng nổ này được gọi là chạy trốn nhiệt của pin khi nhiệt độ trong đó đạt đến một giới hạn nhất định. Tuy nhiên, nếu chiếc điện thoại bạn mua là hàng chính hãng thì có thể yên tâm bởi các nhà sản xuất đã biết trước điều này và tích hợp một số tính năng an toàn vào thỏi pin. Trường hợp xấu xảy ra khi nhiệt độ viên pin quá cao cũng chỉ khiến chiếc điện thoại ngừng hoạt động mà thôi. Nhưng đó là với trường hợp pin điện thoại vẫn đang đảm bảo và điện thoại không hỏng hóc gì bên trong linh kiện. Nếu như người dùng có tác động hay vô tình làm rơi điện thoại thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc cơ học và hóa học trong viên pin, làm vỡ các cell pin bên trong, dễ gây phồng pin và phát nổ. Không chỉ vậy, việc sạc điện thoại trong môi trường nhiệt độ quá cao cũng có thể khiến các cell pin bị vỡ và gây chập mạch điện, dễ gây cộng hưởng nhiệt, khiến điện thoại tăng nhiệt độ rất cao gây ra phát nổ. Việc này có thể diễn ra khi bạn đang chơi game có đồ họa khủng, vừa sạc pin hoặc bạn sạc pin ở nơi có nhiệt độ quá cao. Những dấu hiệu của việc pin điện thoại đang không an toàn hoặc đã hỏng dễ gây nổ khi sạc bao gồm pin bị phồng, pin bị biến dạng, điện thoại bị quá nhiệt thường xuyên, điện thoại hết pin rất nhanh hoặc điện thoại thường xuyên sập nguồn. Trong trường hợp này thì máy bị nổ do pin khi sạc sẽ khiến điện thoại bị cháy do chất lithium tiếp xúc trực tiếp với không khí, sẽ làm người đang sử dụng bị bỏng da hoặc chấn thương nhẹ. Những vụ nổ do pin sẽ khó có thể gây tử vong cho người dùng. Về sạc thì một chiếc sạc đảm bảo chất lượng phải bao hàm thiết bị có vai trò cách ly điện giữa hai phần đầu vào và đầu ra, tức là chuyển đổi điện áp cao 220V xuống điện áp thấp 5V. Điều này có nghĩa là nếu như bạn đang sạc điện thoại của bạn là chính hãng và đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn, thì đầu ra của dòng điện rất thấp nên không thể gây ra bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu bạn dùng những loại sạc không đảm bảo chất lượng thì chúng sẽ không đảm bảo yêu cầu an toàn điện áp. Chúng rất dễ hỏng tấm cách ly điện, nên phần điện áp cao thông với điện áp thấp, khi đó điện thoại của bạn sẽ có nguy cơ cháy nổ rất cao và người dùng cũng có thể dễ bị điện giật, gây chấn thương hoặc tử vong. Đây là nguyên nhân chủ yếu của các vụ chấn thương do điện thoại. Hầu như các nhà sản xuất đều trang bị cho các sản phẩm của mình một bộ sạc chất lượng cao, nhưng khi hỏng thì người dùng lại thay bằng các sạc cáp không đạt chuẩn hoặc sử dụng hàng fake. Đây hoàn toàn là điều không nên, chúng sẽ gây nguy hiểm cho bạn và cả những người xung quanh. Nếu bạn không thể mua được chính xác sạc từ những nhà sản xuất điện thoại thì hãy mua của một hãng bên thứ ba uy tín và có đầy đủ chất lượng an toàn. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân gây ra cháy nổ điện thoại và cùng nhau tìm hiểu những biện pháp an toàn tối đa khi sử dụng điện thoại. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.